Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên là cái video này mình sẽ kể chuyện gì đây Yes, mình sẽ kể về cái gói cứu trợ 1.900 tỷ Tại vì sao? Tại vì vào từng tới này khả năng rất cao là hạ viện đang chủ họ sẽ pass nó Nhưng mà cái đó không quan trọng Cái quan trọng mình muốn cho mọi người biết là cái gì? Là mình muốn cho mọi người biết Giữa lúc mà đảng chủ họ pass tuần tới á cho tới lúc mà chúng ta nhận được tiền đó à, nó cách nhau đâu khoảng bây giờ là cuối tháng giêng đúng không nó cách nhau đâu khoảng 5 năm tháng nữa một hai ba bốn năm năm bốn ba hai một wow cái này là mình không phải nói chuyện tiêu cực ok nhưng mà mọi chúng ta phải này hiểu mọi thứ nó đều là một cái quá trình hết chứ không phải tự nhiên mà để chỗ họ pass một cái là tự nhiên chúng ta có tiền liền à, cái chuyện đó nó không có tồn tại trên đất mỹ cái nguyên nhân mà mình làm cái video của nó là tại vì mình biết chắc một trăm phần trăm không một trăm lẻ phần trăm vào tuần tới nếu như mà đảng chủ họ pass nó là sẽ có một ngàn cái video từ một ngàn youtubers họ sẽ nói wow tiền nó sắp về rồi mọi người đó. wow ăn mừng đi người dân mỹ sắp có tiền rồi wow hai ngàn khi nào nó về đây wow đi massage được rồi wow vâng 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 nhưng mà sau đó chờ hoài không thấy tìm hoài không thấy Đúng không? Thành ra mình mới làm những cái video như vậy để mình giải thích thêm cho nó chiên sâu thêm Tại vì các bạn mình là chuyên gia trên cãi, mình nói là chính xác nhất wow. Kể như từng tới nếu mà đảng chủ họ có thể xào soạn xong á nha Trước tiên á, hiện giờ chưa hề có cái dự lực nào mà gọi là 1900 tỷ hết á tất cả những thông tin mà mọi người biết về cái gói cứu trợ 1900 tỷ của ông Biden ông đề xuất đó nha Thật ra là do ông đề xuất với ông soạn đâu cái kiểu mà văn bản có vài chục trang thôi Nó không phải là một cái dự lực Tại một cái dự lực như mọi người đã thấy từ cái dự lực cái gói 900 tỷ rồi đó Nó dài tới 5, 6, 7, một chục ngàn trang giấy Nó dài còn hơn là một mét nữa Thì mọi người nghĩ xem Đấy không? cái Trong đó nó có hàng ngàn chi tiết ở trong đó Chứ nó không phải là chuyện đơn giản và ngay cả trong trường hợp mà đảng chủ họ dùng cái budget reconciliation đó nha tức là cái, cái một trong những quy định thượng diện mà cho phép họ thông qua với số phiếu là 51 phiếu đó miễn là cái dự luật nó phải liên quan tới tiền bạc tài chính nói chung nó phải tác động tới ngân sách mỹ đó. thì ngay cả trong trường hợp đó nó cũng phải tốn một cái quá trình Thấy không thành ra trước tiên là từng tới này Hạ viện thì dễ, Hạ viện đưa đảng dân chủ kiểm soát bà Nancy bảo là house speaker Bà có thể đưa trình cái cái dự luật đó ra cho thừa Hạ viện bầu. Và chính xác là bây giờ cái hành động của đảng dân chủ hiện giờ là họ đang yêu cầu những cái hội đồng ở dưới Hạ viện nơi đảng dân chủ kiểm soát họ soạn soạn ra một cái giống như một cái dự thảo vậy đó. Để chi? Để mà mở đường cho thiết lập một cái dự luật gọi là cái gói cứu trợ 1900 tỷ đó để cho hạ viện người ta bầu vào khoảng thời gian tuần tới hoặc là giữa tháng 2 đồ này kia tại vì sao tại vì sao ngày 15 tháng 2 là mấy ông mấy bà mất đi chơi ở President's Day rồi họ không có Washington DC đó thành ra trong vòng 2 tuần tới là họ phải xử lý nó đó. đó là nguyên nhân vì sao mà chúng ta uh, nghe được thông tin là mấy ông mấy bà ở dưới hạ viện muốn uh, pass nó trong vòng có hai tuần tới đó. Đúng không thật ra nữa. tại vì qua tới tuần thứ ba là họ đi chơi rồi ok <laughs> nếu như mà như vậy cũng chưa đủ nữa đó thì sau khi mà hạ viện họ có pass là cái mấu chốt là gì ở trên đất mỹ này một khi hạ viện phát xong phải đưa lên thượng viện thượng viện phải pass nữa thì khi đó ông tổng thống mới ký được ok vậy thì bây giờ á hạ viện là nơi do đảng dân chủ kiểm soát thì họ pass là cũng khá dễ rồi thượng viện nơi cũng do đảng dân chủ kiểm soát về mặt lý thuyết họ pass cũng dễ rồi đúng không? No, not really Cái mấu chốt nằm ở trên thượng viện Dĩ nhiên là nếu mà thượng viện pass thì ông Biden ông sẵn sàng ký rồi đã Cơ bản là ông muốn ký gì lắm rồi à, Tại vì nếu mà mọi người xem tin tức chính thống thì mọi người cũng thấy họ gậy rất là thích ký Ok <laughs> Nhưng mà trong trường hợp này ông phải chờ thông qua thượng viện Nơi mà ông Biden không có quyền kiểm soát ở đây Thì cái mấu chốt nó nằm ở trên thượng viện nè thì thượng viện hiện giờ do ông Sumer ông là Majority Leader tức là ông có thể trình bất cứ cái dự luật nào mà thượng viện uh, uh, ở trên thượng viện nếu muốn ông Mitch McConnell ông không còn quyền ở đây nữa cái mấu chốt nằm ở chỗ là ok bây giờ ông Truss uh, Sumer ông sẽ trình cái dự luật một ngàn chín trăm tỷ ra wow trong trường hợp mà hạ viện người ta pass đó thì diễn như hạ viện pass rồi đó thì sau đó lên tới thượng viện ông Truss uh, Sumer ông sẽ trình nó ra cái mấu chốt là ok Dân chủ họ không có đủ 50 phiếu oh. mọi người thấy không khi mà tiền mà nó sắp tới tay á, tự nhiên nó xuất hiện vấn đề nó không nên đưa không được hiện giờ á dĩ nhiên trước tiên á, đảng dân chủ họ nắm quyền được ở trên thượng viện là tại vì họ có 50 người thượng nghị sĩ cộng với lá phiếu của bà Kamala Harris đó là giúp họ được 51 phiếu vừa đủ để mà kiểm soát thượng viện mâu trong vấn đề nằm ở chỗ là xui cho họ là ông Patrick Lee là một người thượng nghị sĩ kỳ cựu của phía đảng chủ ông bị bệnh ông bệnh gì không biết nhưng mà hiện giờ ông đang nằm trong bệnh viện mà thượng nghị sĩ nếu mà họ muốn bầu bất cứ cái dự lực nào họ phải quay về Washington DC họ phải vào điện Capitol họ bầu chứ họ đại khái là bầu trực tiếp họ không có thể nào mà bầu qua màn ảnh nhỏ bầu qua zoom hay bầu qua mạng gì ở đây hết họ phải trực tiếp vào cái phòng họp họ bầu đó mà ông Patrick Lee thì thì đang nằm ở trong bệnh viện thành ra cơ bản là ông không có bầu được à, mà nếu mà xui xui nữa đó thí dụ như mà ông Patrick Lee thì mà ông xưa ông chẳng không may là ông, ông sức tuổi già sức yếu đi à, mà nói xui xui vậy đi thì trong trường hợp đó, ông làm không nổi hay ông từ chức gì đó thì phải chờ ông thống đốc của bang Vermont tại vì ông Patrick Lee thì là thượng nghị sĩ của bang Vermont ông bổ nhiệm một người khác để mà thay thế chiếc ghế của ông tạm thời cho tới khi ông Patrick Lee thì, này mãn nhiệm kỳ vào năm 2022 2022. Trong trường hợp đó nó phải tốn thời gian nữa, tại vì mà, đâu phải tự nhiên ông thống đốc bang vừa mới muốn 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 bổ nhiệm một người mới vô là đơn giản, mọi thứ ở trên nước Mỹ này nó có một cái quá trình hết. Không? Nếu mà như vậy cũng chưa đủ nữa đó, thì ngay trong trường hợp mà đảng chủ họ có dùng Budget Reconciliation á thì á một trăm người thượng nghị sĩ ở trên thượng viện họ vẫn có quyền đưa ra ý kiến để mà chỉnh sửa cái dự luật đó wow cái này nó hơi lâu nha thì mọi người nghĩ xem 100 người mà yêu cầu ý kiến chỉnh sửa mà không phải một ý kiến nha cái như theo tính toán á là một ngàn ý kiến tại vì hồi năm 2017 khi mà à, Đảng Cộng Hòa họ thông qua cái dự luật mà giảm thế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% á là tính ra tổng cộng có 700 cái ý kiến từ 100 người thượng nghị sĩ đó lúc mà Đảng Cộng Hòa dùng cái budget reconciliation đó thì bây giờ theo như tính toán của các chuyên gia này kia các nhà lịch sư lập pháp rồi này kia thì nó cỡ một ngàn mấy cái điều chỉnh sửa mà các thượng nghị sĩ người ta muốn thì mọi người tưởng tượng xem mỗi một lần mà có một ý kiến chỉnh sửa là một cái quá trình nó phải bị ngưng lại vài tiếng đồng hồ. Thì chúng ta cứ nhân một bài toán lên cho nó thành à, có hai ba ngàn giờ gì đó. Đi. Wow, hai ba ngàn giờ làm việc đó nha. Thì mọi người tưởng tượng được nó sẽ là bao lâu? À, nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ nữa đó. À, nếu mà như vậy cũng chưa đủ nữa thì qua tháng 3 thường diện sẽ đi chơi. Nếu mà cứ như vậy mà cũng chưa đủ nữa. đó thì à, đầu tháng 2 thượng viện sẽ bắt đầu quá trình xét xử ông tổng thống trump à, mọi người đừng có nghe những cái youtuber tàu lao mỹ lao nói là cuộc luận tội đã bị quỷ bỏ gì ở đây hết ông patrick lee thì ông không có thể điều hành được sẽ có người khác thay thế ông Cuộc diễn uh, xét xử Tổng thống Trump vẫn sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8 tháng 2. Đấy không? Cơ bản là gì? Đó là cái quá trình đó đó. Thấy không? Không có đảng Cộng hòa hay ông Trump gì có thể can thiệp gì ở đây hết cái đó là cái quá trình hiến pháp Mỹ người ta quy định ở đây à, tên ra mọi nếu mà nhờ, và một khi mà xét xử như vậy á tức là các thượng nghị sĩ trên thượng viện người ta sẽ bận lúc đó giống như họ là bồi bồi thẩm đoàn nha họ là chưa họ không có gánh đâu mà họ bàn cái cái cái, cái gói cuốn trợ nhưng mà như vậy nếu mà cũng chưa đủ nữa đó thì uh, bây giờ là bill tháng viên nó về À, cuối tháng 2 thì biểu tháng 2 nó về Và cuối tháng 3 và giữa tháng 3 thì uh, Những cái chương trình phúc lợi hay tiền gia hạn thất nghiệp nào này kia Từ cái gói uh, 900 tỷ nó sẽ bị uh, hết hạn Cơ bản nó sẽ cắt Tại vì uh, lúc đó là uh, Sau ngày 14 tháng 3 là mọi thứ nó sẽ cắt Ô oh. Nói cách khác nữa là người dân Mỹ sẽ bị ngáp ngáp Nếu như mà sau ngày 14 tháng 3 mà vẫn chưa có tiền về Chưa có gói cứu trợ mới được thông qua Ô oh boy 10.000 đô la. 10.000 đô la của chúng ta là từ từ mới về ok. 10.000 một gia đình á. Mình nói 10.000 một gia đình nha, ok. Thôi video đây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.